Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long năm 2023 là một trong những hoạt động điểm nhấn chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, nhằm giới thiệu tôn vinh văn hóa truyền thống của hai dân tộc, đất nước và hai vùng đất Quảng Ninh Việt Nam, Hokkaido Nhật Bản, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, môi trường, nông nghiệp, giáo dục và đào tạo, tạo điều kiện người dân và du khách được trải nghiệm văn hóa, từ đó giúp xúc tiến kích cầu du lịch, kinh tế, thu hút du khách trong và ngoài nước đến du lịch Quảng Ninh. Chương trình gồm 3 chương do 500 diễn viên chuyên nghiệp, nghệ nhân, nghệ sĩ, ca sĩ của Quảng Ninh, Việt Nam và Hokkaido Nhật Bản biểu diễn. Chương 1 khai từ gồm màn chống hội của Việt Nam và điệu nhảy Yosakoi đặc trưng của Nhật Bản và phần trình diễn của Takio Band. Sau phần lễ là chương trình nghệ thuật với 3 chương, những sắc màu tình bạn, song hành và đồng điệu, bản hòa ca sức sống mới. Lễ tổng duyệt cũng đã thu hút đông đảo nhân dân tới theo dõi. Lễ hội Hokkaido là một chương trình giao lưu giữa Việt Nam, Nhật Bản. Lễ hội này thì có rất nhiều hoạt động hấp dẫn, thú vị. Và Quảng Ninh thì cũng là một trong những cái tỉnh đã có thương hiệu trong việc tổ chức những cái lễ hội lớn như thế này. Cho nên là gia đình mình rất hào hứng là đã đi đến ngay từ tổng duyệt, chứ không phải chờ đến ngày mai nữa bắt đầu. Nói chung là Quảng Ninh thì cũng tổ chức được nhiều chương trình hay ạ. Và hấp dẫn thì cái lễ hội Hokkaido này thì cũng là một trong số đó. Qua đây thì tôi cũng hiểu biết được về văn hóa của tỉnh cũng như của Nhật Bản. Ngay sau buổi tổng duyệt, ban tổ chức lễ hội cùng các cơ quan, đơn vị liên quan đã họp rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức để sự kiện diễn ra thành công. Chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội Hokkaido tại Hạ Long năm 2023 sẽ diễn ra từ 20 giờ đến 21 giờ 30 ngày 17 tháng 11 tại quảng trường 30 tháng 10, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam, tiếp sóng trên kênh QTV1 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh.